Mọi thứ theo vòng xoay của chuyển nhượng đang dần đưa ra đáp án ngày càng rõ ràng hơn rằng Mbappe sẽ rời thủ đô Paris. Thế nhưng điểm đến của anh lại không phải là Chelsea, Newcastle hay Real Madrid, mà rất có thể sẽ là Al Hilal. Đội bóng đến từ Ả Rập Xê Út sẽ đưa ra một mức giá khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử với quyết tâm cao nhất sẽ lôi kéo được tài năng sáng giá bậc nhất nước Pháp về thi đấu tại Ả Rập. Họ nhiệt tình đến nỗi có thể làm mọi thứ, đưa ra bất kỳ cái giá nào để Mbappe đến chơi bóng dù chỉ là một mùa giải. PSG được cho là cũng chấp thuận đề nghị này dù họ vẫn đã để ngỏ khả năng hợp tác với Real Madrid. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Al Hilal đã gửi đến PSG lời đề nghị mức phí lên đến 300 triệu euro dành cho Kylian Mbappe. Đây là một con số vô tiền khoáng hậu, phá sâu kỷ lục 220 triệu euro mà chính PSG đã cưỡng Neymar khỏi tay Barcelona cách đây 6 năm. Đáng chú ý hơn nữa, câu lạc bộ đến từ Ả Rập Xê Út vô cùng phóng khoáng, thoải mái trong việc đàm phán khi họ được cho là vẫn có thể ký hợp đồng dù chỉ còn thời hạn 1 năm. Và con số lên tới 300 triệu euro. PSG dĩ nhiên dao động ngay lập tức. Số tiền này mang sức nặng khủng khiếp, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề cho gã nhà giàu nước Pháp hiện tại, như là gạt được cái gai Mbappe ra khỏi tầm mắt, thu được lợi nhuận lên đến hơn 167% so với giá mua, và hơn nữa là thắp sáng lên tình hình công bằng tài chính vốn đang bị FIFA dí sát sảo. Ban lãnh đạo đội bóng thủ đô nước Pháp được cho là đã gật đầu đồng ý với đề nghị này, nhưng hiện tại vẫn chưa có bất kỳ cuộc trao đổi nào giữa Al Hilal và Mbappe. Mức lương cụ thể cho Mbappe không được tiết lộ, nhưng đây cũng được cho là con số không tưởng, một đặc quyền đến mức viển vông nếu Ninja Rùa đồng ý tới đây. Theo nhà báo James Ben của kênh CBS, mức lương của Mbappe có thể lên tới 700 triệu euro một mùa. Paris Saint-Germain dường như cũng muốn đẩy Mbappe vào thế bị động trong thương vụ này, nên để anh chỉ có thể im lặng đến Ả Rập mà thôi. Thêm vào đó, họ cũng đang bình tĩnh để chờ tín hiệu từ phía đầu cầu Real Madrid. Biết đâu chừng, lời đề nghị kỷ lục này sẽ là chiêu trò tung hỏa mù để khiến Los Blancos xúc tiến quá trình mua Mbappe ngay trong mùa hè năm nay. Đó là một giả thiết được rất nhiều người đồng tình. Bởi lẽ Kylian Mbappe vẫn giữ quan điểm muốn ở lại châu Âu chơi bóng, và chúng ta còn không biết rằng anh có thể can thiệp vào vấn đề chuyển nhượng của câu lạc bộ ở mức độ nào theo những điều khoản từ hợp đồng lịch sử cách đây 1 năm. Dẫu vậy, bóng đá hiện đại vẫn còn không thiếu những thương vụ khó tin gây chấn động, khi mà cái gì không giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Nếu cần một ví dụ điển hình, chúng ta có thể lấy ngay thương vụ Neymar về PSG với mức phí kịch trần thời điểm đó là 220 triệu euro. Như cổ động viên Barca ngày đó đã đinh ninh rằng Neymar không phải để bán và mức phí phá vỡ hợp đồng 220 triệu euro là đủ để PSG chùn bước. Thế nhưng họ quyết định dùng tiền để đạp đổ tất cả, đưa Neymar về sân công viên các hoàng tử. Vậy nên giờ đây, ban lãnh đạo đội bóng này quá hiểu ma lực kim tiền khủng khiếp như thế nào, có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, và Mbappe thậm chí còn không thể hiện tình yêu dành cho đội bóng chủ quản như Neymar ngày đó. Mọi thứ dường như đã dọn đường sẵn cho Mbappe sang Ả Rập để đi du học, dù chỉ là 1 năm trước khi quay về châu Âu. Tuy nhiên, quay về được hay không thì lại là câu chuyện khác. 1 năm ở Tây Á có thể khiến Mbappe mất đi nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng, mà thiết thực nhất chính là tấm vé đến chơi bóng tại Santiago Bernabeu. Dù đây vẫn là một chuyện của tương lai, nhưng Real Madrid chắc chắn sẽ không mạo hiểm giữ một cầu thủ chơi bóng tại Ả Rập về đá chính trong đội hình của mình. Dù muốn hay không, chúng ta phải thừa nhận rằng chất lượng của Saudi Pro League kém hơn mặt bằng chung của bóng đá châu Âu rất nhiều, chứ đừng nói đến là 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Chơi bóng 1 năm ở đó, không điều gì đảm bảo rằng Mbappe vẫn sẽ giữ được phong độ vốn có như khi chơi bóng tại Pháp. Thậm chí có thể đẳng cấp của anh sẽ bị thui chột vì không được đẩy vào môi trường có tính cạnh tranh cao trong một thời gian dài. Cho đến lúc này, việc Mbappe đến Ả Rập bản chất vẫn là Mbappe mang lại lợi ích đến giải vô địch quốc gia tại đây, chứ chưa có nhiều chiều hướng ngược lại. Tiền. Nếu cần tiền thì anh đâu cần rời thủ đô nước Pháp làm gì. Có chăng, khi đặt tầm nhìn xa hơn, chúng ta mới thấy rằng Mbappe sẽ giữ vai trò tiên phong, nâng tầm giải đấu, xóa bỏ định kiến giải đấu dưỡng già của làng túc cầu về Saudi Pro League, tự biến mình thành một tượng đài tại đây. Nhưng đó liệu phải là điều mà Mbappe cần vào lúc này hay không? Có lẽ là không. Thứ anh muốn là vinh quang, là những danh hiệu lớn cấp câu lạc bộ để thực sự trở thành một siêu sao world class, xứng đáng là đầu tàu của đội tuyển Pháp tại rất nhiều giải đấu lớn sắp tới, mà gần nhất sẽ là Euro 2024. Real Madrid nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung sẽ cho anh điều đó. Ả Rập không phải là nơi tệ để chơi bóng, nhưng đó có lẽ là câu chuyện của ít nhất 5 đến 7 năm nữa. Vậy nên có thể thấy rằng, nếu một cuộc đàm phán giữa 3 bên Mbappe, PSG và Al Hilal diễn ra, Đó sẽ là cuộc đấu trí vô cùng căng thẳng mà cho dù kết quả đi về đâu, cũng sẽ có ít nhất một bên chịu thiệt thòi, chứ không thể đảm bảo nguyên tắc win-win. Nếu thương vụ diễn ra không thành công, PSG lại phải ngồi trên đống lửa mà chờ đợi Real Madrid, còn Al Hilal sẽ bể kế hoạch chuyển nhượng mùa hè. Nếu mọi thứ chót lọt, Kylian Mbappe xem có một bước lùi trong sự nghiệp. Bước lùi mà thậm chí từ bản thân anh cũng không thể biết có tiến lại được như cũ hay không, chứ đừng nói đến là tiến 2 đến 3 bước. Mọi thứ chỉ có thể hoàn toàn êm ấm nếu có sự xuất hiện của một bên thứ tư, chính là Real Madrid. Theo đó, kịch bản đẹp nhất cho thương vụ này chính là Mbappe phải giữ được thỏa thuận với Real Madrid là chắc chắn sẽ được thi đấu dưới màu áo trắng vào năm 2024. Khi đó Mbappe sẽ yên tâm chấp nhận đến Ả Rập chơi bóng. Xem đó như là một năm nghỉ dưỡng, dùng tiền lau nước mắt để vào năm 2024 trở lại môi trường đỉnh cao, chinh phục vinh quang cùng Real. PSG vừa có một món tiền béo bở để giải quyết vấn đề tài chính, tái thiết đội bóng, vừa đẩy đi được mầm mống nổi loạn. Al Hilal cũng có được điều mình muốn là mời được Mbappe về chơi bóng, nâng tầm thương hiệu của câu lạc bộ, tạo đà phát triển mạnh mẽ hơn cả về thương mại lẫn chuyên môn sau này. Kênh trắng chỉ cần chờ đợi đến đúng người, đúng thời điểm là có được một trong những tài năng lớn nhất thế giới mà không tốn một xu nào. Vừa khéo, Joselu cũng hết hạn hợp đồng cho mượn. Tất nhiên, khi một bộ óc lọc lõi như Real Madrid ngồi vào bàn đàm phán, chắc chắn ba bên còn lại sẽ bị thao túng bởi họ đều cần sự hỗ trợ đến từ Real. Chứ biết rằng trò chơi này sẽ đi đến đâu, nhưng nếu có mặt Los Blancos thì luật là do họ đề ra. Có thể thấy rằng những diễn biến trong tình hình chuyển nhượng của Kylian Mbappe đang ngày càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, mà có khi phải cần đến 4 bên tham gia mới khiến mọi thứ vận hành trơn tru được. Có vô vàn những ý kiến sau lời đề nghị điên rồ 300 triệu euro tiền mua và 700 triệu euro tiền lương của Al Hilal. Mbappe đáng giá đến thế nào mà lại nhận được lời đề nghị với số tiền người ta có thể mua hẳn được một câu lạc bộ. Nếu bản hợp đồng này được ký kết, một thời đại mới sẽ được mở ra cho các cầu thủ, một thời kỳ lạm phát nặng nề và ảnh hưởng của đồng tiền từ khu vực Tây Á đến bóng đá châu Âu sẽ vô cùng sâu sắc. Mbappe tất nhiên không muốn đến Saudi Pro League để rồi bị thui chột tài năng. Nhưng trong tình cảnh này, anh nên cầu viện Real Madrid đảm bảo mình được đến đây thi đấu vào năm 2024 hơn là vùng vẫy làm khó đội bóng chủ quản thêm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được bất cứ điều gì khi vở kịch vẫn chưa hạ màn. Biết đâu chừng tất cả chỉ là chiêu bài để PSG như Los Blancos mua Mbappe mà thôi.